dùng cơm ngay. Nói chung cái đó đủ ăn lúc mà không ăn rồi. Đi giống đi ghe ba ghe ba dạng khá dụ. Cứ hút đi đồ rồi, cứ hút đi rồi người có khẩu, nhưng mình khẩu, mình nằm chỗ cũng khẩu. Đôi nữa có bà măng dừa ấy. Ôi mẹ con bà măng dừa, mở cái túi mà dễ.
Khi mình nấu đậu ăn đó thì đừng đừng có hâm miết, đừng không làm ra chưa được em cũng nấu luôn á. Ừ, mà không ngán không, vừa ngủ mát cái chân.
Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chúc cả nhà có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng, vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà xem video cho mình xin một đăng ký, một chia sẻ và một bình luận trên kênh Phạm Lý Sơn Vlog. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt cả nhà.